Vâng. Thì em vừa khui được hai con CD dòng 1650GL dòng limited nha các bác. 650GL, âm sắc con này thì tuyệt vời rồi. Các bác nghe CD thì những con CD Denon này thì ghép với những con âm lim mặt vàng như là 890DG hay là những âm lim receiver vân vân. Nó có trưng bày rất là đẹp. Thứ nhất là sang trọng, thứ hai là âm sắc tuyệt vời, có cổng ba lăng luôn. Hình như dòng 1650GL có ba lăng nha các bác. Đấy. Ba lăng kết hợp những cổng cao cấp, khá là sang trọng. Thì thiết kế của nó hai húp gỗ hồi gỗ sườn này. Em về hai con thì em qua chi tiết từng con và báo series cho các bác thích lấy con này thì lấy nha. Tại hai con thì em báo series luôn cho nó bài bản. Về mặt mũi làm tuyên hàng rất kỹ nên các bác yên tâm, hàng đẹp xuất sắc keng nha. Là hàng bãi chưa qua tay người dùng Việt Nam. Thì hàng vừa khui. Đây là hai khiển riêng của máy nha, hai khiển riêng nha. Hãy bỏ qua. Tí giờ quay con này trước rồi tới em khui nó quay cho các bác nha. Rồi nói chung về tổng thể em nó cực kỳ là đẹp, xuất sắc luôn. Dòng này là chúng ta phải bật ra nha. Đấy. Thấy tổng thể nó màu vàng rất là đẹp. Rồi em quay phía sau. Và em báo giá luôn. À, đường này về hai con nên được vận chuyển nó ít là tốn nên nó rẻ hơn 200 cho các bác, đó là giá là 10 triệu 500 ngàn nha. 10 triệu 500 ngàn một con. Giá em đã bao ship nha. Các bác yêu thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại phía trên màn hình. Đây, số điện thoại của em là hai số đây nha. Thì đây là ba con Yamaha BC2002M. Thì trong lô nó có tới 5 con là còn hai con chưa về, thì nó về đầy đủ em vệ sinh xong là em làm video báo cho các bác. Thì giá nó vẫn như vậy là 12 triệu một con. Nó là dòng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nha các bác. Vâng, đây là phía sau của con CD chưa vệ sinh bụi bặm nha. CD là 986 nha các bác. 986. Cổng ba lăng, cổng tín hiệu vào. Các bác thấy nó bằng khì không? Ba lăng này, đây là dàn nguồn. Rất là đẹp, là mới luôn. Ốp gỗ không một tì vết luôn nha. Đây là những sản phẩm hàng bãi nha. Chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Các bác nhìn chất bãi này, đấy, rất đẹp nha. Nó rất là giống như sản phẩm tồn kho. Rồi, tiếp tục là em quay con kia cho các bác xem. Vâng, và con thứ hai. Đấy, rất là đẹp nha các bác, xuất sắc luôn nha. Kênh sạp em 1650GL. Đấy. Dòng Limited Specker Limited Edition. Đây là hai khiển của nó. Em nào cũng có đồ đẹp như nhau nha. 47 nha. Nhưng dòng này mát rất là bền nha các bác và âm thanh ra tuyệt vời lắm. Trước khi sản phẩm đây em sẽ vệ sinh lại cho nó sạch sẽ. Như thế này là rất là mới rồi nha. Đối với các bác thì đẹp nhưng mà em sẽ vệ sinh lại bụi bặm này. Như những là cái vết băng keo đó. Cái băng keo như thế này này. Băng keo nó dính này, rồi em phải chùi cho sạch sẽ. Em này đi series là 1023 nha, 1023. Con dưới là con đầu tiên là con 986, con thứ hai là con 023. Con nào nó cũng như nhau vậy thôi, tất cả rất vàng khì hết luôn nha. Mới tinh. Giá là 10 triệu 500 ngàn một em nha các bác. Giá em đã cân đối và bao ship cho các bác. À, phía dưới đây là con Marang dòng BM94 Limited nha. À, xem video em sẽ khui con nó ra để các bác chiêm ngưỡng. Con này là giá 27 triệu nha. Rồi mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em nha, hai số điện thoại này.